nhà mình dánh Nguyễn Thành Vũ xin chào cô chú anh chị. Anh chị ơi, hôm nay Thành Vũ sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị một cái căn nhà sổ hồng riêng ha, và giá hơn 1 tỷ nha anh chị, hơn 1 tỷ xíu thôi. Đó, và cái căn nhà này là pháp lý là sổ hồng riêng riêng hoàn toàn, anh chị có thể vay được ngân hàng luôn ha. Thì đường trước nhà của mình á thì chưa làm nha anh chị, nhưng mà đường 4 chỗ có thể vào được, và 4 chỗ 7 chỗ có thể vào được ha, nhưng mà đang giờ thì chưa làm nha anh chị. Đó, và đi đi ra đường nhựa chỉ khoảng mấy chục mét thôi, con này đang chạy đất chạy đá nè. Đó, và một cái căn nhà một trệt một lầu ha. Đó, sổ hồng riêng, bề ngang căn nhà lên tới 5 mét luôn anh chị. Đó, có cổng, có hàng rào sẵn cho mình luôn. Đây là đường phía trước nhà nè anh chị. Đó, từ đây qua đây khoảng 4 mét anh chị, anh chị ha. Đó, rồi nền nhà mình á thì được làm cao hơn so với nền khoảng 5-6 tấc rồi anh chị, nữa mình đổ đường lên á thì nó cũng không có phải thấp đâu. Và căn nhà máy hộp ha, có khoảng sân phía trước luôn, khoảng sân bên hông luôn nha anh chị. Đó, rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Từ đây nè, mà chiều dài của nhà mình á là 15 mét nha, chiều dài nhà mình 15 mét, có một cái cửa trượt. Trước khi vào nhà mình có một cái cửa trượt nè, rất là nhẹ nhàng luôn anh chị. Đó, làm bằng sắt hộp ha, sơn màu sơn sinh pha. Đó, rất là dễ thương, với một cái mẫu nhà rất dễ thương, được sơn màu xanh lam nha anh chị, xanh lam và màu trắng kết hợp với nhau. Phía trước khoảng sân này thì khoảng sân này mình cũng có thể đậu được một chiếc 4 chỗ ha. Đó, chiếc 4 chỗ nhỏ nhỏ cũng được anh chị. Đó, rất thoải mái. Ở dưới thì gạch chống chân trượt cho mình. Phía ngoài hành lang này thì mình còn thêm 1 mét nữa nha anh chị. Mình như nhà có đám tiệc này kia đó, mình lùa xe máy xuống đây. Đó, rất là thoải mái luôn. Như bạn bè này kia đồ đến nhà mà xe đông anh chị, mình lùa xuống dưới ha, ở ngoài này mình tổ chức ăn nhậu cũng được. Đó, ở trên này nè thì mình làm mái che ha, mình làm mái che nữa thì cái căn nhà mình thì rất là thoáng và mát. Và nhà mình thì có hai lớp cửa ha, cửa ngoài là cửa sắt nha anh chị, cửa sắt Đài Loan. Đó, cửa trong là cửa nhôm sữa, kính cường lực, rất là chắc chắn luôn. Đó, và đây mời cô chú anh chị bước vào bên trong nhà ha. Cái mặt nhà thì mình có thêm một cái lớp cái nẹp inox nữa ha, để cho nó đừng có bị bể anh chị, đừng có bể viên gạch ha. Và đây chính là không gian phòng khách của căn nhà, rất là ấm cúng luôn anh chị. Đó, toàn bộ nội thất của căn nhà này để lại hết cho anh chị luôn. Đó, ở trên thì trần lao phong thạch cao, đèn lon, đèn led đầy đủ cho mình. Ở dưới thì gạch chân tường từ trước đằng sau luôn anh chị. Ở đây mình có một bộ ghế sofa nè, và một cái bàn rất là ấm cúng, rồi có hai cái ghế đôn nữa ha. Đó, rèm này kia rồi đầy đủ cho mình rồi. Và căn nhà mình á thì cũng có chỗ những cái cửa sổ cặp bên như thế này, làm cho căn nhà mình nó lúc nào cũng trở nên thông thoáng hết. Và đây là chính là cầu thang mình á thì được đặt kế bên phòng khách luôn, và rất là thoải mái. Lan can thì tay vịn inox ha, inox 304, rất là chắc chắn luôn. Nhà mình là tường riêng ha, sổ riêng, tường riêng, cọc riêng hoàn toàn cho mình hết. Đó, anh chị yên tâm ha, không chung trả với ai cả. Bên chỗ này á thì mình có thêm một cái cửa sổ nữa nè cho nó thông thoáng. Nếu mà mình muốn thoáng hơn nữa thì mình về mình chỗ thêm một cái cửa sổ ở đây nữa nè anh chị. Có hai cái quạt hai bên đó anh chị, có hai cái quạt hai bên nữa, rất là mát anh chị ha. Đó, cầu thang của mình á thì làm gạch trắng và gạch đen anh chị, nhìn rất là sạch sẽ luôn. Ở bên ngoài nhìn rất sạch sẽ và rất là đẹp anh chị, rất là dễ thương. Đó, kế bên là nhà vệ sinh, nhà vệ sinh thì không có đụng đầu nha anh chị. Đó, cũng rộng rãi và thoải mái không kém luôn. Chỗ này thì mình làm một cái tủ kho cũng được nữa nè. Đó, bồn cầu nè, có cái kệ nữa ha, rồi vòi hoa sen. Lavabo có thêm một cái gương nhỏ nhỏ ở đây nữa nè anh chị. Ở dưới thì gạch chống chân trượt cho mình hết rồi. Loại gạch này cũng rất là sạch đó anh chị, rất là sạch sẽ. Và ở đây thì mình có thêm một cái cửa nhôm sữa anh chị ha. Đó, cái hành lang của mình cũng thoải mái. Đây anh chị thấy không, gần 1m8 anh chị. Và đây chính là không gian phòng bếp của nhà mình. Bếp của mình thì ấm cúng lắm anh chị. Đó, tủ bếp dưới này ha, gạch chân tường từ xung quanh hết rồi. Về mình làm thêm một cái tủ bếp nữa thì quá là ok anh chị ha. Ở đây mình có thêm một cái bộ bàn ăn 4 ghế luôn, chủ nhà để lại cho mình luôn nha anh chị. Và hai bên thì mình có thêm một cái hai bóng đèn. Đó, có thêm một cái cửa là có tủ bếp dưới nha anh chị. Tủ bếp trên thì chưa có làm. Ở đây mình có chỗ đó mà mình rửa chén nữa nè. Nó còn mới tinh thôi, mới ken xà beng luôn, rất là sạch sẽ luôn. Đó, một vài dụng cụ, tại vì chủ thì lâu lâu mới về đây thăm nhà một lần, cho nên là không có thời gian nhiều á, cho nên mới bán lại căn nhà này nha anh chị. Đó, rất là sạch sẽ, tường được không, mới tinh, mới ken xà beng luôn, nên anh chị yên tâm ha. Đó, còn ở đây thì mình còn thêm một cái cửa sổ nữa nè. Đó, cửa sổ kính anh chị, để thông ra ngoài này. Ngoài này thì cái lối hành lang của mình ha, lối hành lang phía sau, để thông ra lối hành lang phía sau này nha anh chị. Đó, thông thoáng và thoải mái. Đó, và bây giờ mọi người cùng Thành Vũ lên lầu để khám phá không gian trên lầu của căn nhà mình nha anh chị. Đó, có một cái cửa sổ để thông ra ngoài cái sân kế bên nhà mình. Nhà mình thì san sát với nhau, với nhà dân hết nha anh chị. Đó, khu mình cũng rất là động dân, không có phải là vắng vẻ đâu, anh chị yên tâm ha. Và từ đây nè, mình đi ra những cái trục đường lớn á, thì khoảng là
trăm ngoài thì 200 mét thôi, rất là gần luôn. Và đây là không gian phòng ngủ của căn nhà mình đây, rất là rộng rãi và thoải mái luôn anh chị. Đó, trên thì trần lau phong thạch cao ha, có giường niệm này kia đầy đủ cho mình luôn nha anh chị. À, cái này chắc vật dụng cá nhân thì chắc để chủ mang đi. Có thêm một cái tủ nữa nè anh chị. Đó, à có tặng cho mình máy lạnh luôn, cái máy lạnh thì để lại luôn nha anh chị. Đó, máy lạnh rồi quạt, bóng đèn để lại đầy đủ cho mình luôn. Đó, gạch ở dưới là gạch 600 x 600, thì đây là cái căn phòng sau thôi. Đó, còn căn phòng trước nó còn rộng hơn nữa. Ở giữa này thì mình có một cái nhà vệ sinh đây. Nhà vệ sinh thì cũng rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Đó, bồn cầu nè, có máy nóng lạnh sẵn cho mình luôn anh chị. À, gạch ốp chân tường cao 1m8 ha. Ở đây lavabo. Đó, cửa nhôm thì cửa nhôm sữa nha anh chị. Lối hành lang này cũng rộng ha, và ốp lát gạch chân tường đầy đủ cho mình. Đây là không gian phòng thờ của căn nhà mình, hoặc là phòng ngủ luôn cũng được anh chị. Đó, chờ rất là thoải mái luôn. Có thêm một cái cửa sổ nữa nè, rèm thì được lắp đặt đầy đủ cho mình luôn rồi anh chị. Đó ha, và bên bốn phía có thêm một cái cửa chính để mà đi ra ngoài phẳng ban công. Nhưng mà đang dở chìa khóa thì mắc rồi nha anh chị. Đó, ngoài ban công thì cũng rất là rộng luôn. Và như anh chị thấy đấy, nhà dân thì san sát với nhau, nên anh chị yên tâm ha. À, khoảng không gian này thì mình cũng làm phòng thờ hoặc phòng ngủ đều được anh chị ha. Có trang trí cho mình cái đèn ngủ sẵn luôn. Trên đây có trang trí cho mình cái một cái quạt nữa. Đó, cửa thì cửa nhôm, nhôm sữa anh chị ha. Rồi, bây giờ mọi người cùng Thành Vũ tổng hợp thông tin và báo giá căn nhà này nhé. Một căn nhà pháp lý là sổ hồng riêng, riêng hoàn toàn, anh chị có thể vay được ngân hàng luôn. Và diện tích là ngang 5, dài 15 mét. Có sân trước nè, sân bên hông nè, sân phía sau nè ha. Rồi hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. À, sổ hồng riêng, à, tường riêng, cọc riêng hoàn toàn luôn nha anh chị. Đó, và giá của căn nhà này đúng 1.400.000.000. Đó, giá trên là giá full hoàn toàn, không phát sinh bất kỳ chi phí gì thêm ha. Đó, anh chị nào quan tâm căn nhà thì nhớ gọi số hotline cho Thành Vũ ha. Và nếu mà căn nhà này mà chưa yêu thích đó, thì anh chị nhớ bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà tiếp theo. Thành Vũ xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp nha.